ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 10. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi tố vụ án vừa livestream vừa nổ súng trên đường ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu có phương án khắc phục công viên trên sông do thi công sai thiết kế. Bắt trộm đâm chủ nhà gục tại chỗ sau 24 giờ gây án ở Đắk Lắk. Công an mời làm việc người mạo danh kênh VTV1 đăng thông tin sai sự thật. Facebook chính thức đổi tên công ty mẹ thành Meta. Mưa đá bao phủ khắp nơi, nhiều trường học phải đóng cửa. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 29 tháng 10. Tối 28 tháng 10, lực lượng chức năng đã lập chốt tại giao lộ đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức để kiểm tra, xử lý những ma men vào ngày đầu thành phố cho thành phố Thủ Đức và quận 7, thí điểm được kinh doanh rượu bia tại chỗ. Phát hiện một người chạy xe máy loạn choạng tay lái, cảnh sát giao thông tiến hành dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn. Không phải 787mg trên lít anh ha. Kịch chân luôn. Với kết quả này, người đi xe máy bị phạt 7 triệu đồng, tạm giữ bằng lái xe 23 tháng, giam xe 7 ngày. Theo ghi nhận, trong thời gian 1 giờ 30 phút, cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ nhiều xe máy. Trước đó, chiều 27 tháng 10, thành phố cho phép quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thực hiện thí điểm hết ngày 15 tháng 11. Sau hơn 2 tuần lo hoàn tất hậu sự cho mẹ, mới đây Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung, đã có buổi livestream chia sẻ các kỷ vật của giọng ca Bông Điên Điển. Bên cạnh đó, Wendy Phạm còn chia sẻ clip lần đầu tiên đi học ở Washington. Cô viết, con tưởng là khi con đi được là sẽ đi với mẹ, nắm tay của mẹ và chụp hình ôm mẹ. Bây giờ con chỉ được ôm cái hình thôi. Một lần nữa, những hình ảnh về cố ca sĩ Phi Nhung khiến người xem không khỏi xúc động. Chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự. Sáng 29 tháng 10, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đột nhập nhà người dân để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, còn rút dao đâm chủ nhà trọng thương. Trước đó khoảng 1 giờ ngày 21 tháng 9, khi gia đình bà Mai Thị Hoa, 56 tuổi, trú tại xã Đăng Cang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đang ngủ, thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi đối tượng này đang lục tìm tài sản, thì con trai bà Hoa là anh Nguyễn Duy Tân, 35 tuổi, thức giấc, phát hiện và hô hoán. Lúc này, tên trộm đã rút dao thủ sẵn trong người, đâm một nhát vào bụng anh Tân, rồi bung cửa bỏ chạy. Sau khi mà nhận được tin báo và tới hiện trường thì hiện trường này lúc này là người bị hại đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường thì có một vết máu nhưng mà người nhà đã lau đi rồi. Chúng tôi có khám nghiệm rất kỹ hiện trường, rồi khoanh vùng này kia nhưng mà không để lại một manh mối gì. Sau 24 giờ tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội cảnh sát hình sự công an huyện Krông Bông đã làm rõ, bắt giữ hung thủ cầm dao đâm anh Tân trọng thương. Đó là Yken Buôn Giá, 26 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Tham gia đi trộm với Yken còn có Yter Pit Mờ Lô, 25 tuổi, trú cùng xã. Ngày 29 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 12 người tham gia vụ hỗn chiến giữa hai nhóm xảy ra tại một quán karaoke trên đường Trần Phú thuộc phường Bơ Lao, thành phố Bảo Lộc để phục vụ điều tra. Vào tối ngày 24 tháng 10, trong lúc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó, thì giữa hai nhóm xảy ra xô xát đánh nhau. Hàng chục người của hai nhóm đã dùng mã tấu, dao, mát, tuyếp sắt lao vào hỗn chiến. Vụ việc kéo dài hơn 10 phút khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra sự việc, một nhóm đã lên nhiều ô tô rời khỏi hiện trường. Đến ngày 28 tháng 10, tất cả những người liên quan đến vụ hỗn chiến được công an triệu tập đến trụ sở làm việc. Chiều ngày 29 tháng 10, công an thành phố Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 12 người trong hai nhóm trực tiếp tham gia vụ hỗn chiến, đồng thời hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 29 tháng 10, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc đối tượng Trần Thanh Hải, 29 tuổi, về hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trần Thanh Hải thừa nhận vào tháng 3 có tham gia biên tập trên Facebook VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam do người khác thiết lập và quản trị. Mặc dù biết đây không phải là trang Facebook chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng Hải vẫn tham gia. Trong quá trình biên tập, vào ngày 29 và 30 tháng 6, Hải đã đưa thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc chiến sĩ Trần Đức Đô tử vong đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính Hải về hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời buộc Hải gỡ bỏ thông tin đã đăng tải sai sự thật. Liên quan đoạn clip nam thanh niên vừa livestream vừa nổ súng trên đường phố xuất hiện trên mạng xã hội, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng. Mày đâu? Mày đâu? Đấy. Mày tao ăn nó bị xuống nè bạn ơi. Qua điều tra, công an xác định nam thanh niên nổ súng là Nguyễn Anh Tý, 23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh. Tý có mâu thuẫn từ trước với một nhóm khác, trong đó có Nguyễn Thành Long, 23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh. Hai bên hẹn nhau đến cầu số 1 giữa phường 13 và 14 quận 8 để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn. Vào tối 24 rạng sáng 25 tháng 10, do nhóm của Long không đến điểm hẹn nên Tý cùng nhóm của mình đi tìm trên các tuyến đường của quận 8 và huyện Bình Chánh, đồng thời phát trực tiếp trên Facebook, chửi bới và nổ súng thách thức nhóm của Long. Hiện công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, đồng thời yêu cầu Tý và những người liên quan ra trình diện. Ngày 29 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án khắc phục việc thi công cầu Nguyễn Thái Học sai thiết kế được duyệt trước ngày 15 tháng 11. Đoàn kiểm tra của các sở đã xác định những tồn tại cần phải được khắc phục tại công trình cầu bộ hành nằm song song với cầu Nguyễn Thái Học nối đôi bờ phường Mỹ Bình và Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều hạng mục thi công sai với thiết kế được duyệt nhưng lại hoàn công. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm việc với các nhà thầu xác định trách nhiệm, trình phương án khắc phục trước ngày 15 tháng 11. Toàn bộ chi phí khắc phục không được sử dụng ngân sách nhà nước. Được biết, cầu Nguyễn Thái Học được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 4, có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng, gồm phần cầu chính và cầu bộ hành, được xem là công viên trên sông của thành phố Long Xuyên. Chuyển sang phần tin thế giới, rạng sáng ngày 29 tháng 10 giờ Việt Nam, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg thông báo bắt đầu từ hôm nay, công ty mẹ của Facebook sẽ được đổi tên thành Meta. Theo đó, Facebook, Instagram và WhatsApp, những nền tảng có hàng tỷ người dùng mỗi tháng, vẫn sẽ tiếp tục hoạt động theo tên cũ. Việc đổi tên chỉ áp dụng với công ty mẹ Facebook Incorporated, điều mà một số nhà quan sát cho là tương tự như cách Google đã đổi tên thành Alphabet năm 2015. Việc đổi tên Facebook Incorporated thành Meta phản ánh rõ tham vọng của Zuckerberg là xây dựng một vũ trụ ảo Metaverse, xóa nhòa ranh giới với thế giới thực. Trong sự kiện ngày 29 tháng 10, Zuckerberg gọi Metaverse là tương lai, nhấn mạnh tiềm năng của thế giới ảo. Trước sự kiện, Facebook đã công bố kế hoạch thuê 10.000 người ở Liên minh châu Âu để xây dựng Metaverse. Còn đây là đoạn camera an ninh ghi lại hình ảnh 5 đứa trẻ ở Surat, Ấn Độ rủ nhau chơi đốt pháo trên nắp cống nhưng không biết bên dưới có khí ga rò rỉ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên nhưng rất may các em đã nhanh chân bỏ chạy nên không bị phỏng nặng. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã dùng nước dập tắt ngọn lửa. Cơ quan chức năng địa phương cho biết đã phát hiện một đường ống khí ga bên dưới cống bị rò rỉ tại khu vực mà những đứa trẻ đốt lửa nên đã dẫn đến vụ việc. Một trận mưa đá kèm theo gió giật mạnh đã ập vào thủ phủ Adelaide của Úc. Theo Sở Giáo dục của bang Nam Úc, một số trường học đã buộc phải đóng cửa do lũ lụt làm mất điện. Một số vườn nho trong khu vực cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa đá. Cục khí tượng Úc đã ban hành cảnh báo dông bão trên các khu vực rộng. Dự báo là phía Bắc và phía Đông có khả năng xảy ra bão nghiêm trọng. Đoạn video này cho thấy pin của một chiếc xe tay ga điện đột nhiên phát nổ và bốc cháy sau khi được tháo ra khỏi xe.
Theo nhân viên cửa hàng, một khách hàng đã tháo viên pin của xe ra để thay pin của loại khác. Sau khi được tháo ra và đặt trên đường thì bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội. May mắn không có ai bị thương, chỉ có một số đồ vật gần cục pin bị hư hỏng. Sự việc xảy ra tại thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 28 tháng 10, ông Yasuhiko Nishimura, người đứng đầu cơ quan hội chính Hoàng gia Nhật Bản, nói rất biết ơn nếu mọi người có thể hợp tác để cựu công chúa Mako, người đã rút khỏi hoàng gia sau kết hôn, có thể sống trong một môi trường yên tĩnh. Trước đó, sáng 26 tháng 10, công chúa Mako đã rời dinh thự của gia đình để chuyển tới sống trong một chung cư ở Tokyo trước khi chuyển tới New York, nơi hôn phu Komuro đang làm việc. Do kết hôn với vị hôn phu là thường dân, công chúa Mako phải từ bỏ tước vị của mình và có tên họ mới là Mako Komuro theo luật hoàng gia. Bên cạnh đó, do các thành viên hoàng gia Nhật Bản không có hộ chiếu, nên sau khi kết hôn, công chúa Mako phải nộp đơn xin cấp hộ chiếu như những thường dân khác. Tiếp theo chương trình là thông tin cảnh báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến 31 tháng 10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có nơi trên 250mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai, buổi sáng có thể xuất hiện mưa nhỏ, buổi chiều mây u ám, khả năng mưa là 70%, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và Fanpage Báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của Báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.